Tại Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho giáo sư David Wolf, Phó Viện trưởng Đại học Curtin, Úc. Đây là phần thưởng cao quý dành tặng cho giáo sư Wolf để ghi nhận những đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Úc nói chung và giữa trường Đại học Curtin với các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam nói riêng. Trong dịp này, 42 thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ ứng dụng đã được trao bằng tốt nghiệp. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Curtin, Úc, Trung tâm Ngôn ngữ khu vực của SEAMEO tại Singapore và Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam. Tính đến nay, đã có 168 học viên tốt nghiệp sau 5 khóa đào tạo.